Xuân Hợp xin mến chào tới toàn thể các anh chị em và các bạn đang theo dõi kênh xe máy Xuân Hợp của mình. Xin chào, hôm nay mình xin quay cận cảnh VS2 chiếc xe gem, một chiếc xe gem đèn lồi và một chiếc xe gem đèn bằng để anh em và các bạn ta cùng nhau ta tham khảo và đánh giá nhận xét xem là hai cái dòng xe, hai cái đời xe này thì có bền bị thiêu với cái thời gian. Đây, trước tiên thì mình sẽ xin quay cận cảnh cái con xe gem đèn lồi này để cho các anh em và các bạn ta cùng nhau ta nhận xét và đánh giá nguyên duyên đến từng con ốc luôn. Đặc biệt là cái hai chiếc xe này thì với những các cái nước sơn, nước nhũ thì nó chưa bao giờ bị bong chóc, nhìn xe rất chi là đẹp luôn. Đấy, từ vành này, hộp xích, càng sau và ca xăng còn đang zin theo xe luôn. Đấy. Mỗi cái sóc trước thì cái này là do nguyên nhân lắp khoác càng nên nó bị bóc cái lớp nhũ. Và đây là đầu nồi. Đây, đầu bò còn rất chi là đẹp luôn, rất chi là sáng, rất chi là sạch luôn. Đây, cái dòng xe gem này thì nó bền bị thiêu với thời gian. Thì anh em và các bạn đang sử dụng thì cũng đã biết rồi. Đây, từ chân sóc này, sóc sau, càng sau và bô còn đang nguyên zin theo xe luôn nhá. Nhìn rất chi là chất lượng luôn. Một con xe gem đèn lồi. Đây, cái bộ tiêm cốp còn đang nguyên luôn. Super gem cộng. Đầu nồi còn đang rất chi là đẹp. Ca xăng. Đấy. Rất chi là long lanh luôn. Đây, càng trước và vành trước. Mayer. Và tiếp theo là một con gem đầu bằng thì cũng nhìn rất chi là long lanh luôn, rất chi là đẹp luôn. Chưa chỉnh sửa, chưa thay thế bất kỳ một cái phụ kiện gì ở trên xe. Càng trước này, Mayer này, chưa thay thế bất kỳ một cái phụ kiện gì trên xe cả. Đây, với cái lớp nhũ lốc này và cái lớp nhũ của hộp xích, bộ tiêm còn là nguyên zin luôn, super gem. Rất chi là sang trọng luôn. Với những cái dòng xe super gem này thì anh em và các bạn nào ta đang sử dụng thì cái độ bền bỉ thì của ấy cần là phải giới thiệu luôn rồi. Đấy, lớp nhũ của sơn lốc điện này. Rất chi là đẹp luôn. Ca xăng nguyên zin theo xe. Yếm còn là nguyên luôn. Và đầu nồi đây, rất chi là đẹp, rất chi là sang. Độ bền bị theo với cái thời gian thì cái dòng Super Ram này thì khẳng định luôn cho anh em và các bạn thì cũng phải giới thiệu nhiều. Đây, càng sau này, bô nguyên zin theo xe. Đặc biệt là cái bộ tiêm của cái dòng Super Ram đầu bằng này thì cũng là nguyên zin luôn. Đấy, bô Honda. Cái bộ tiêm chưa chớt luôn. Đầu nồi, ca xăng mới đến 80% luôn. Đây, càng trước cái Mayer bên này thì bóc lớp nhũ rồi. Chiếc Super Ram đèn bằng này thì đã sử dụng được 58.000 cây số rồi. Và bây giờ mình sẽ khởi động máy để cho anh em và các bạn ta có cái nhận xét nha. Máy thì khỏi phải bàn luôn, rất chi là êm ái luôn. Tiếng nổ rất chi là sướng luôn. Tiếng hồi côn vẫn còn đang còn nguyên zin luôn. Tiếng nổ rất chi là êm ái luôn anh em và các bạn ạ. Anh em nào mà ta còn những cái dòng Super Ram như thế này thì ta giao lưu nha. Rất chi là sang trọng, rất chi là sáng luôn. Đây, đầu đèn, bóng đèn nguyên zin theo xe vẫn còn đang còn anh em và các bạn. Còn bây giờ mình sẽ khởi động cái con xe gem đầu lồi này, đèn lồi này. Xe này thì được 28.000 cây rồi. Tiếng máy rất chi là chất luôn. Hai tiếng máy của hai xe thì nó cũng chẳng khác là bao nhiêu. Tiếng máy đều như nhau cả, chất lượng đều như nhau cả. Thì anh em và các bạn nào mà ta có cái đánh giá nhận xét gì thì xin để dưới phần bình luận cho mình nhé. Và xin giao lưu với anh em và các bạn nào mà còn đang sử dụng cái dòng Super Ram này.
đây là cái chiếc xe dăm đèn lồi, còn đây là chiếc xe dăm đèn bằng. Đấy, như vậy là video vừa rồi mình cũng đã quay cận cảnh chi tiết của VS 2 chiếc xe dăm đèn lồi và dăm đèn bằng, để anh em và bạn ta có cái đánh giá nhận xét, thì anh em và bạn xem video của mình thấy hay và hữu ích cho anh em và những người bạn thì hãy like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ chúng mình ta theo dõi những video mới trong kênh. Xin chúc cho anh em và các bạn luôn thành công.